hai lần ratatouille phải không? Oh, quá đẹp. À. Đây, đây cả nhà, đây tưới hai lần ratatouille nè. Cây này năm rồi bị ngộ độc bắt lo phải không anh? Ừ. Cái này cắt bỏ này luôn nè anh Toàn. Nữa mấy cái nhánh này nè là bỏ hết cho nó thoáng hết cho em luôn ha. Ừ, lá đất cháy xong là lụm đó. Đó, mấy cái ổ gà, ổ heo này nè là bỏ hết luôn, dọn nó thoáng cây luôn á. Ừ. Này nữa có gì em đem vô, kéo vô em dọn một tăng cho anh. À, để cho mình cởi. Ừ. Cái này ngon rồi ha. Cái này là bỏ luôn cành này luôn nè, bỏ luôn cành này luôn nè. Anh cắt cái cành này là thấy cái cây nó khác liền, nó chống lỏng ở đây liền, nó thoáng liền luôn nè. Nữa trên xe em phải có cây kéo với cây sứa. Ô hô, gần kia nó đẹp kìa. Ừ. Mấy cây này làm luôn anh, làm luôn bình thường ha. Ra bông đi, ra bông đi, em kéo cho anh cơ đọt. Trời ơi, cây của chú Chiến mà nó còn nhỏ hơn nữa kìa. Không còn làm trái nữa. Mấy cái này, nhánh này nữa bỏ nè. Cái này hả? Ừ. Rồi mình quét sạch sẽ luôn đi cho nó thoáng vô. Đi sáng nó chiếu vô gốc. Mấy cây này là gọi em lại em thấy hình như nó tệ lắm nhưng giờ nó ok hết rồi ha. Tới bà là tôi nó ok ha. Đó. Ê lộn lộn. Mấy cái cành này nữa em trồng vào nguyên mấy cành nằm thái xác chứ em bỏ hết. Cái này nữa là cắt bỏ luôn nè. Cắt, nếu mà anh cắt á em chỉ nè. Cắt là cắt xác luôn. Xác đây luôn nè, xác cậy luôn. Đó, thì nó cái này nó sau này nó mới mau lành được, mình sẽ cắt cái này dở lắm, trừ khúc là dở lắm. Đó là kinh nghiệm của anh em lâu năm ta chỉ. Hôm nay đẹp rồi, ngon lành rồi. À, còn khâu còn lại nè, mấy thằng này nó che ẩm anh thấy không, để nó che mát quá này. Mình dọn cái nó thoáng ra liền á. Này là bỏ luôn nè, xem bỏ luôn nha, mấy thằng thấp thấp ở dưới nè, tại vì cái cây nó dư cành nè thấy không, cây này cành nhiều lắm nó dư rồi thấy không, nên mình cũng không cần phải để. Thằng nào thiếu cành thì mình hãy để, còn dư cành thì mình lụm đó. Ồ, ở đây nó mướt dữ ta, nó ra nhìn bất ngờ nha. Đó, anh thấy cái cây này anh thấy ngon không? Ừ, thấy thoáng không? Đấy. Rồi này nó cắt luôn cành này nó mới ngon. Nó gạn không, nắng nó chiếu vô mau khô ghê không? Còn mình để nó xà 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 đây nữa, mình đi rồi nó khó xịt rồi nó khó xử lý này kia nữa. Cây năm nay ác quá. Đấy. Ồ, bữa nay đã quá trời anh Toàn. Ừ. Ok. Điều đẹp ghê luôn. Đó. Ở đây là Phú Hữu, Châu Thành, ngã 6. Đi mình đi qua đây đi. Gãy không tại? Anh nhiêu ký vậy? Em đi em gãy cầu em biết em bị ám ảnh luôn. Rồi. Rút nước được rồi đó anh, quánh một cử chế là rút nước cho em được rồi ha. Rồi. Nè như mấy thằng này là anh đẩy hết cho em nguyên hàng này luôn nè. Nè, đây nè. Thử cái này nè. Cái này luôn nè. Cái này luôn nè, cái này luôn nè. Đó. Cái đó mình tỉa xác cậy rồi. Xác luôn. Xác luôn. Ừ. Nha. Rồi thằng này bỏ luôn cho em luôn nè. Này nè, bỏ luôn ha, tại vì nó ra bông ở đây, nuôi trái ở đây chứ không nuôi ở đây, nuôi này nuôi không lớn đâu. Đó, cái mấy thằng này là cắt bỏ luôn nè, cắt cái trong đây ra đây một khúc cho em tới đây là vừa nè, như cái này là gì là chuẩn rồi đó ha. Nè đó, thì thằng này cắt này luôn nè, bỏ đây em tới đây, tới đây giữ nó tới đó nè, cái này luôn nè. Đó, mình sẽ làm mấy cái bông ở đây thì trong thân này cắt cả thước. Ừ, hai thằng này bỏ luôn cho em nè. Nè, hai thằng này bỏ luôn nè. Thấy không? Đó, tới đó để lại. Ha, năm tới có gì nó che nữa thì nó bị phức được cắt đó luôn. Đó. Bảo đảm cây mình nó nhìn khác đi nha. Cái này lụm này luôn. À, rồi. Thiếu
ở thiến này thấy cây nó khác liền đúng không? Ừ, nó thống. À. Ở đây. Ây da. À, thằng này bỏ luôn ta. Ừ. Cái xác đây luôn nè. Đó. Với cái này chờ ước chế xong rồi mình xịt phân hóa mầm qua lần 3. Rồi quét dọn trống lỏng hết trơn tất đó không? Là bắt đầu mình chuẩn bị mình coi. Mình coi cây coi cơ đọt nó có nhóm không? Nó mà nhóm là mình xử nó liền. Ha. Nè bên này anh bỏ em hết mấy ba nhánh này luôn nè. Hai nhánh này nè. Đây luôn cho em luôn. Đây luôn nha. 1 2 3 luôn nè. Rồi bỏ cái này luôn nè. Rồi thằng đó giữ lại. Đó, ha. Là nó khác liền. Đấy. Nhưng này bỏ luôn nè. Bỏ cái này nè. Đó. Mấy cái cành thấp thấp này mình như thằng này là bỏ luôn nè. Ừ, đó. Rồi thằng này bỏ cái này đây luôn. Rồi thấy cái tay nào ra tay đó anh thấy không? Cây mình nó lực lên liền. Nè này quánh luôn nè. Giờ còn đi khum khum chui chui ha. Đấy. Ồ, cây này đi đọt hả ta? Thì có một cây này phải không? Cây này hơi yếu nè. Ồ, cây này đã quá. Bự cái nào ông nội ơi. Ừ. Theo em thì mấy cái vàng, ba cái vàng tay này anh bỏ hết cho em luôn đi. Ừ. Đó, nguyên cái đám này nè. Ba đám lộn xộn này, dưới này xác cái này bỏ hết đi. Trái tại vì cành ở trên đây kia nó nhiều lắm. Nó dư cành đó. Chứ không phải chứ không phải là mình tự nhiên là mình bỏ đâu. Đây. Em thấy rồi. Nè anh thấy không? Là ở trong đây giờ là nó bị cái là bị gặm gạp đó không? Rồi trong đây là mát luôn nè. À, không có ánh sáng vô luôn rồi thấy không? Đó, cho nên là mình tỉa cái này rồi thằng nào mà che nắng là mình tỉa bớt nó thống ánh sáng nó chiếu vô. Quét sạch hết rồi nè. Chiếu vô sau này chắc là mau gáo nó mới mau ra bông được. Một lăng chưa tan hết ta. Trước khi bón lăng là dọn trống hết trơn nè, mình bón mình thử cho nó tan. Rồi ok rồi. Mình xiết nước.